Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nghệ An Đất Học của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, từ thuở bé thơ thì mỗi con người xứ Nghệ đã thấm vào mình lời ru của mẹ. Con ơi, mẹ dặn con này, chăm lo đèn sách cho tày áo cơm. Để rồi theo từng năm tháng lớn lên thì hiếu học vẫn luôn là tinh thần chủ đạo, theo người Nghệ đi suốt cuộc đời. Trên mảnh đất xứ Nghệ gió Lào nắng cháy, các thế hệ vẫn nối tiếp theo nhau, vun đắp tinh thần ấy. Ở huyện Diễn Châu, cứ mỗi mùa hè đến thì các lớp dạy hè tình nguyện cho học sinh nghèo, học sinh yếu kém vẫn được tổ chức, giúp đỡ các em tự tin vươn lên trong học tập, xây đắp tương lai. Mục Thời sự học đường ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự về hiệu quả của các lớp dạy học tình nguyện này. Còn phần cuối của chương trình sẽ là mục Thắp sáng ước mơ với tấm gương vượt khó học giỏi của em Nguyễn Trọng Mến, trường Trung học cơ sở Nghi Xá, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một tấm bảng nhỏ, vài bộ bàn ghế mượn tạm và vài chục em nhỏ đủ các lứa tuổi. Chỉ thế thôi là đủ để biến căn phòng chật hẹp, cũ nát này thành một lớp học hè bổ ích. Gần 4 năm nay, cứ mỗi dịp hè về, các anh chị đoàn viên thanh niên xã Diễn Đoài lại tổ chức các lớp dạy học hè tình nguyện cho các em trong xã. Từ những lớp dạy hè như thế này, nhiều học sinh nghèo đã có tiến bộ đáng kể trong học tập. Trong những năm vừa qua đấy thì hầu như là anh em trong chi đoàn tổ chức ra được đều được các em và nhân dân của hai thôn, thôn 1, thôn 2 là hưởng ứng rất nhiệt tình. Và cũng qua những năm vừa qua thì cũng đã cho các em được những kết quả rất tốt. Thứ nhất là rèn luyện cho các em cái ý thức học tập. Thứ hai là tạo cho các em có một cái sân chơi lành mạnh. Và trong những năm qua đấy thì xóm 1, xóm 2 và đặc biệt xóm 2 là luôn là dẫn đầu trong toàn xã về tỷ lệ đầu học sinh giỏi. Em Trần Đình Phong có lẽ là em học sinh đặc biệt nhất xã. Nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ lại bị bệnh tâm thần, lúc tỉnh, lúc không. Một mình Phong vừa đi học, vừa phải chăm sóc mẹ và cáng đáng việc nhà. Thế nhưng thành tích học tập của Phong rất đáng nể. Nhiều năm liền, em là học sinh giỏi. Năm học 2012-2013, Phong đạt giải nhất toán tuổi thơ cấp tỉnh. Trong những thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của các thầy cô giáo tình nguyện mỗi mùa hè. Em thì cũng tham gia lớp học hè này cũng được khoảng 2-3 năm rồi và năm nay là em xin mẹ và mẹ cũng đồng ý cho em đi học, đi tham gia lớp học hè và với sự năng nổ nhiệt huyết của các anh chị tận tình kèm cặp trong em thì em đã thấy rằng là em đã tiến bộ lên rất nhiều. Diễn Đoài vẫn đang là một xã nghèo, người dân trong xã vẫn còn nặng nỗi lo cơm ăn áo mặc. Do vậy, những lớp dạy hè ra đời được các em học sinh và phụ huynh rất ủng hộ. Các thầy cô giáo chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, tình nguyện giúp đỡ các em học sinh nhỏ tuổi trong những ngày hè, vừa ôn luyện kiến thức cho các em, vừa tạo ra các hoạt động bổ ích, giúp các em tránh xa nguy hiểm. Đặc biệt, các lớp học tại xã Diễn Đoài rất chú trọng dạy môn tiếng Anh, một môn học khó đối với hầu hết học sinh nông thôn do thiếu môi trường và các phương pháp học tập hiện đại. Tuy chưa thông thạo về phương pháp giảng dạy, nhưng sự nhiệt tình của các thầy cô giáo trẻ đã làm nên những lớp học đặc biệt, đưa lại cho các em học sinh niềm vui thích, say mê. Vì mới chỉ là học sinh cấp 3 vẫn đang trong thời gian lên trường nên là việc phân bổ thời gian để dạy cho các em cũng khó khăn. Nhưng vẫn có những niềm vui của các em mang lại trong việc học tiếng Anh. Em được các anh chị dạy môn tiếng Anh và khi mà các anh chị bày cho thì em thi học khá hơn trước ạ. Diễn Nguyên là xã đầu tiên của huyện Diễn Châu tổ chức các lớp học hè tình nguyện từ 7 năm nay. Từ đó đến nay, mỗi mùa hè, 7/7 xóm trong xã đều tổ chức lớp dạy hè. Các lớp học vừa ôn lại kiến thức cũ, vừa trao đổi phương pháp học tập nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Mùa hè năm nay, xã tổ chức 3 lớp học, trung bình mỗi lớp có 12 học sinh. Ngay từ đầu hè, đoàn thanh niên của xã đã tổ chức nắm bắt số lượng học sinh, đặc biệt là các học sinh yếu kém, để có kế hoạch ôn luyện, bồi dưỡng phù hợp cho các em. Điều ý nghĩa nhất là các anh chị
đã đem chính những kinh nghiệm học tập của mình định hướng cho các em học tập tốt hơn. Qua kết quả bản giáo năm học hàng năm, chúng tôi nắm được cái danh sách, ví dụ ở xóm 1 chẳng hạn, có một hoặc ba em chẳng hạn học thì nó yếu hơn. Thì qua kết quả đó chúng tôi sẽ tổ chức dạy hè. Trong cái chương trình dạy hè cũng nhấn mạnh hơn với các em sinh viên là phải tổ chức hoặc quan kèm cặp thêm cho cái số học, em học sinh yếu này. Đây là mùa hè đầu tiên Võ Thị Huế tham gia dạy học cho các em nhỏ trong xóm. Huế từng là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm. Đặc biệt, năm học 2013-2014, em đạt học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh. Tham gia lớp học này, Huế tình nguyện mang hết những kiến thức và kỹ năng của mình để giảng dạy cho các em, để một phần đền đáp ơn nghĩa của những người đi trước. Tôi muốn xuống đây tham gia với các em là vì ngày xưa thì khi là tôi là học sinh như các em bây giờ thì tôi cũng từng được các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn và học hè vào chương trình tình nguyện hè như bây giờ. Tôi cảm thấy việc đó rất là bổ ích và lý thú cho nên tôi đã dành thời gian xuống đây với các em. Qua cái phong trào hoạt động ôn chạy hè cho các em đội viên và các em học sinh thì Ban Thường vụ huyện đoàn thấy là hoạt động đây là một cái sân chơi rất bổ ích nhằm thu hút các em vào tham gia sinh hoạt, tổ chức và các anh, các chị, học sinh, sinh viên các trường đại học cao đẳng trong cả nước về và nhằm tập hợp cái lực lượng đoàn kết thanh niên để tạo ra cái sân chơi. Và chúng tôi là cũng muốn là nhân rộng cái mô hình này trong toàn huyện để nhằm thu hút các em vào tổ chức sinh hoạt. Tổ chức các lớp dạy hè tình nguyện đã trở thành một phong trào rộng khắp trên toàn huyện với 39 xã thị trấn có mô hình, tạo nên dấu ấn đẹp trong các hoạt động tình nguyện hè của Đoàn Thanh niên huyện Diễn Châu. Một thế hệ măng non của Diễn Châu đang lớn lên với tinh thần hiếu học được truyền lại từ những người đi trước và hy vọng các em sẽ trở thành những niềm tự hào của xứ Nghệ trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, trong mục Thắp sáng ước mơ ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng xem một phóng sự về tấm gương vượt khó học giỏi của em Nguyễn Trọng Mến, học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở Nghi Xá, huyện Nghi Lộc. Ngay từ nhỏ, số phận đã bắt Mến phải chịu nhiều thiệt thòi. Bố mất khi em vừa tròn 8 tuổi. Mẹ nuôi Mến lớn lên với bao nhọc nhằn vất vả. Nhưng dù thiếu thốn trăm bề thì với Mến, những ngày tháng đó thật hạnh phúc vì còn có mẹ. Năm 2013, mẹ cũng qua đời sau những tháng ngày vật lộn với căn bệnh ung thư. Mến phải về sống cùng với vợ chồng người anh cùng cha khác mẹ. Anh trai đã nhiều tuổi, lại thường say rượu nên không bù đắp được nhiều cho đứa em thiệt thòi. Cuộc sống của Mến thay đổi từ đó. Em của cha mẹ ở với anh chị cùng cứu mang em nhưng mà cũng không được như bố mẹ chăm sóc. Bởi vì anh chị cũng còn các cháu nữa. Em thấy cuộc sống của mình bây giờ rất là thiếu thốn về tinh thần. Những nỗi buồn trong cuộc sống khiến Mến già dặn trước tuổi rất nhiều. Nhà anh chị gần căn nhà cũ bố mẹ để lại, nên những khi anh chị gặp khó khăn hoặc bận việc đồng áng chăm sóc con cháu, Mến thường về ở trong nhà cũ, tự lập cuộc sống của bản thân. Cuộc sống của em chị dựa vào 500.000 đồng tiền tuất mỗi tháng. Mến rất chịu khó. Em thường đi mò cua, bắt ốc ngoài đồng để bán kiếm thêm tiền, hoặc hàng xóm láng giềng ai thuê mượn làm việc gì vừa sức, em cũng nhận lời. Những khó khăn lại càng hun đúc quyết tâm đến trường của em. Nhiều năm liền, em là học sinh giỏi toàn diện của trường. Năm học 2013-2014 là học sinh giỏi huyện môn ngữ văn. Những nỗ lực của em được các thầy cô giáo và bạn bè khâm phục, yêu mến. Ở trường thì nói chung các thầy cô giáo rất là thương cho cái hoàn cảnh của Mến. Đấy, và lãnh đạo trường cũng như là các cái giáo viên thì cũng thường xuyên là quan tâm, động viên và giúp đỡ em.
để em vượt qua cái khó khăn đó. Em thấy bạn Minh là một người bạn tốt, hay giúp đỡ em trong công việc học tập. Và cha mẹ mất sớm nên bạn phải một mình bươn chải công việc, và bạn thường xuyên đi mò cua bắt ốc ở ngoài đồng để kiếm thêm tiền để mua đồ dùng học tập và từ phục vụ cho mình ạ. Lại một mùa tựu trường sắp tới. Không như các bạn nhỏ cùng tuổi đang thỏa sức vui chơi cho trọn mùa hè, Mến đã phải lo sách vở, đồ dùng học tập. Nỗi lo này có lẽ sẽ còn theo em suốt cuộc đời học sinh. Năm học mới là gần đến mà đồ dùng học tập cũng trang thiết bị em vẫn còn rất thiếu thốn. Nhưng năm trước đấy thì em nguồn sách của những anh chị đã học rồi ạ. Còn năm nay thì bởi vì mẹ mất cho nên không ai đứng ra để mượn cho em. Chỉ mới 14 tuổi, nhưng Mến đã có nhiều suy nghĩ già dặn. Em biết nỗ lực vì cuộc sống tương lai, biết ghét điều gian trá. Có lẽ chỉ có những gian khó trong cuộc đời mới dạy được cho một đứa trẻ còn non dại có những suy nghĩ đáng khâm phục như vậy. Biết cuộc đời mình khổ thế này thì em phải cố gắng học để sau này thay đổi cuộc đời của mình, kiếm công ăn việc làm thì nó ấm. Ước mơ sau này của em là được làm cảnh sát. Vì em ghét những điều gian trá trong cuộc sống này và em muốn làm cảnh sát, làm chủ công an thì chỉ cười bọn tội phạm gian ác. Bác Hồ đã viết: trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Hoàn cảnh, sự nỗ lực và ý chí của cậu bé nghèo Nguyễn Trọng Mến thật đáng cho mỗi chúng ta suy ngẫm. Hy vọng rằng Mến sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự giúp đỡ, động viên từ người thân, bạn bè, thầy cô và của cộng đồng, để em đủ nghị lực bước tiếp trên con đường tương lai còn rất nhiều khó nhọc ở phía trước. Tới đây thì chương trình Nghệ An Đất Học của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.